Tư. Dạ, mời chị. À anh Tư à, bữa nay anh qua đây có chuyện gì không Tư? Nay qua đây cũng có chuyện đại sự muốn bàn với chị. Thôi, chuyện đại sự nữa. Như chị thấy hoàn cảnh tôi cũng gà trống nuôi con. Cũng ráng nuôi con mấy chục năm, bây giờ thằng hai nó cũng lớn rồi. Anh cũng may mắn lắm nha, có được thằng con rất là đáng. Là dễ thương đó. Mà nó tháo giác nó xiên nữa đó. Tôi thích cái chỗ đó lắm đó nha. Có gì đâu thích, nó photocopy y chang cha nó vậy thôi à. Chứ chị cũng đâu có thua gì đâu. Dạ. Anh mất rồi chị cũng mình ơn với nuôi con út. Mà công nhận chị nuôi khéo à. Càng ngày con nhỏ càng đẹp, giỏi giắn siêng năng, hiền lành, yếu điệu thuật nữ. Trời ơi, dạ, trong dạ, xóm này dạ, trai dạ, làng nó mê dữ lắm. Dạ thôi nhiêu đó đủ rồi. Anh khen quá là tôi mắc cỡ. Bởi vậy cho nên bây giờ hai nhà hoàn cảnh thấy cũng giống nhau thôi, bây giờ mình gom ấy mình gom dạng mối được không? Hai gia được. Ý không được đâu hả? Sao không được? Dạ không được đâu. Không được, tôi bảo đảm chị luôn, hai đứa nhỏ là nó chịu chắc luôn á. Ăn thua bình thôi à. Trời ơi, nó chịu nhưng mà tôi cũng không có chịu đâu. Ủa sao bộ chị chê bên tôi nghèo hay sao chị Tám? Không phải chê bên anh nghèo nhưng mà... Trời ơi, đừng nói chuyện này mắc cỡ quá, kỳ quá. Thôi đừng nói nữa. Bây giờ tôi bảo đảm chị luôn, mình chỉ cần ừ một cái là tụi nhỏ chắc nó cũng ừ theo thôi, không có gì đâu. Trời ơi kỳ lắm anh ơi, trời ơi già rồi, anh cũng già rồi, tự nhiên anh nói qua biểu tôi ở chung một nhà với anh. Ôi trời ơi chắc chết quá, trời ơi được đâu. Được đâu. Trời ơi chị đi xa quá nè chị ta. Tại sao là sao? Chị đi chị xa dữ. Trời ơi, tôi nói đây á, là về một nhà đây là ý là cho hai đứa nhỏ nó thành vợ anh chồng, tôi với chị mừng xui. Tôi với chị mừng xui. Hai giờ sao nó rành, làm tôi hiểu rành muốn chết. Hai gia đình mình ở cạnh bên mà hoàn cảnh giống nhau. Hai đứa nhỏ nó cùng nhau, nó lớn lên giống như một đôi thanh mai trúc mã vậy. Đúng. Nhiều khi nó thương nhưng mà nó giấu mình trong đó. Ủa mà sao tôi thấy tụi nó chơi giống như anh em vậy, nó không có cái ý cái gì cho mình thấy là tụi nó thương nhau. Trời ơi, không lẽ mỗi lần nó có ý nó kêu má 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 coi tụi con có ý. Không phải đâu, tụi nó giống như bên trong mà đã rồi mà bên ngoài nó còn e vậy thôi. Còn e phải không? Bây giờ mình muốn biết đúng hay không. Ừ. Mình phải chơi chiêu. Ủa chơi chiêu sao anh? Còn Út ở nhà. Nói cho được, nói chồng, Út ở chồng. Đó. Hay. Chị thấy sao? Phải công nhận gừng càng già càng cay. Tôi nằm tôi nghĩ mấy đêm mới ra cái kế đó. Hả? Được rồi, anh yên tâm đi. Ở bên đó là giao anh nha. Rồi. Bên đây là giao cho tôi nha. Ý vậy hả? Mình phải xui giao. Đó. Phối hợp hành động thôi, tôi về trước nha. Rồi. Vậy nha. Rồi. Nhớ nha. Ừ. Chị Bắc Từ phải không? Dạ. Chị Bắc Từ phải không? Dạ. Về rồi. Ủa, về rồi hả má? Ừ. Ông qua đây á, mày biết ông chảnh lắm, ông khoe, ông sắp đi làm xuôi rồi. Má nói gì má? Ông nói ông đi làm xuôi. Làm xuôi hả má? Cho nên ông chảnh qua đây, ông khoe là ông như ông có ông làm xuôi trước vậy đó, biết không? Làm xuôi trước. Làm xuôi trước là sao ta? Tức là thằng con ông đi cưới vợ. Coi mắt người ta rồi đám cưới luôn. Là thiệt là anh hai đi cưới vợ hả má? Ngày mai này nè, đúng 9 giờ sáng hai bên người ta coi mắt với nhau, biết chưa? À thôi, má ngồi đây uống trà đi nha, con xuống dưới bếp có công chuyện chút xíu nha má. Trời, không biết tía mình đang đâu nữa. Không có nhà, không biết đi đâu nữa. Hai, hơi tụi tía đi đâu nè? Dạ đâu đứng rình thập thò đây à? Con qua nhà chú Bảy chơi. Sao mày sẵn đi qua đây coi thấy cây vú sữa nữa, biết có trái vô tính xin trái về ăn. Thèm vú sữa à? Thèm vú sữa hả? Dạ. Chứ không phải mày thèm nhìn Út hả? Nhìn Út hả? Có đâu tía, mày cứ vậy hoài. Út gì đâu nhìn à? Vậy ha, mà cứ nhát nha coi ngày người khác rình á nè. Hay tin gì chưa? Tin gì tía? Con Út sắp sửa lấy chồng. Bà Tám mới gả cho cái thằng trên tỉnh. Tao nghe nói thằng đó cũng ngon cơm lắm à. Học cao hiểu rộng, con nhà giàu chứ con một nữa phải à. Ủa, đâu có cưới được. Sao không được?
Mày chồng nói sao không cưới được? À, không phải, ý là ta trên tỉnh mà biết mặt mũi đâu mà biết yêu thương đâu mà cưới. Kệ ta thì bà Tám bà tìm hiểu kỹ rồi bà gả thôi. Ai như mày nhát gái, trời đất ơi nhát gì mà thấy gái mày chạy ra xa. Nhưng mà trời tía ơi, con còn nhỏ xíu mà vợ con làm gì tí ghẹo hoài. Ngày mai ngay quán cà phê ở đầu thôn lúc 9 giờ sáng là bà Tám bà dẫn Út ra cho người ta coi mắt. Được là mừng luôn á, mừng xuôi luôn á. Ngày mai 9 giờ sáng hả? Sao thấy mày rối quá vậy? Dạ tía này tía tiếc lắm luôn. Ở gần bên vậy, con đứa con gái dễ thương hiền lành vậy mà mày thiệt, mày dở quá. Bây giờ để người ta tới tự dớt đi. Thôi vậy đi, thôi về. Dạ. Cái quán này rồi sao nó là 9 giờ là Út ra đây coi mắt người ta mà ta thiệt tình đó, nó thương tôi vậy mà bây giờ đi coi mắt lấy chồng để tôi coi người đẹp trai cỡ nào. Ôi, ê, ê. Nam nữ thợ thợ. Alo alo. Ê. Alo alo. Phải. Ai vậy? Sao anh mắt quen quen vậy? Út. Anh hai. Đúng rồi. Trời ơi, Út ơi. Anh hai. Trời ơi, thiệt tình luôn, không ngờ lại gặp em ở đây luôn. Em cũng vậy á. Sao tới đây? Ờ, quên nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mấy người là... Mấy chút xíu nữa là quên cái vấn đề chính rồi. Tôi cũng nhớ xíu, tôi quên rồi. Giờ mấy người ngon rồi, có chỗ dựa vững chắc rồi, người ta trên tỉnh mà. Ờ, thì mấy người cũng đâu có thua gì, cũng sắp bưng chậu bông về rồi. Bưng chậu bông về rồi. Bưng chậu bông gì? Thì đó, đi hôm nay đi coi mắt con gái người ta đó. Ủa, chứ không phải mấy người hả? Hôm nay cũng đi coi mắt người ta đó, hẹn 9 giờ mà đàn trai người ta chưa tới, mình tới sớm hơn người ta rồi. Chắc cái điệu này chắc cũng muốn chống lại dữ lắm rồi. Gì chống lại gì? Thì muốn lấy chồng dữ lắm rồi chứ còn gì nữa. Mấy người muốn lấy vợ, mấy người phản bội tôi chứ gì? Mấy người cũng phản bội tôi. Tôi mê hồi nào mấy người mới phản bội tôi á? À, người ta đang gây lộn mà. Đang gây lộn biết chứ. Đang gây lộn rồi tao mới ra chứ không gây tao ra làm chi. Có gì đâu đó nha. Ủa anh ấy phải thử vậy mới thấy được cái tấm lòng của tụi nó. Chắc qua chắc lại rồi. Ủa té sao hai người ở đây vậy? Hai người già ở đây là có chuyện mới thấy được cái tình cảnh này chứ hỏi tụi bay chối khang. Má theo dõi tụi con hả? Trời, theo dõi cái gì? Mày sắp đặt luôn. Sắp đặt luôn chứ không có theo dõi gì hết trơn. Sắp đặt cho hai đứa con gặp nhau hả? Chứ sao? Chuyện này là do tía với cô bay sắp đặt cho hai đứa gặp nhau mới lòi ra được. Giờ cháy nhà mới lòi ra mặt hai đứa bay nè. Ủa, chứ hỏi phải... tao là chối à. Chứ không phải là ai ở trên tỉnh về đây coi mắt hả? Út hả? Ai coi? Chứ không phải ai nó coi mày hả? Mày coi nó nè, hai mày coi nhau đó. Đó, hai đứa bay đó. Vui không? Vui chưa? Hỏi tao là mày nhát gái, mày cứ nói đừng qua rồi con bên này cũng vậy đúng không? Ừ. Nó đã thương thì nói đại thương đi rồi ba má tính cho. Ha, cái này không đứa nào dám nói trơn. Cho nên hai đứa già phải sắp đặt vậy. Rồi bây giờ sao? Tụi con thấy ưng ý chưa? Má bắt cỡ không? Trời ơi. Thôi đó. Lại dài vậy anh tính sao? Tính sao chị, tính sao tôi tính vậy. Trời, xui ra một nhà được chưa? Được rồi. Nhưng mà theo Tám nghĩ gì nè, nếu mà con muốn hợp tác kinh doanh bất động sản phải không? Dạ. Kinh doanh cái gì cũng vậy,